cái bộ đồ này mai mới mặc. Chào mọi người. Đói quá mọi người ạ. Đói quá có nên ăn không mọi người? Đói có lên ăn không mọi người? Tầm này đói thế này mà không ăn thì hơi hơi uổng. Các bà chắc đang đói giống tôi nha. Tôi béo lắm mấy bà, cái bụng nó to này. Trời ơi tôi đói. Cái bụng nó to mà tôi nói là thật sự cuộc đời ơi các bà ơi. Đói quá. Mẹ khốn nạn. Khốn nạn cuộc đời. Là cứ cố gắng nhịn. Cố gắng nhịn buổi tối nhưng đêm đến giờ này là không ngủ nổi. Các bà hiểu vấn đề không? Các bà có hiểu vấn đề là đến cái giờ này là không ngủ được không? Tất cả những người ấy mà thức khuya dậy sớm ấy, tất cả những người mà ta nói là dành cả thanh xuân để giảm cân là cứ nói mồm nó không giảm được. Tôi đói như thế này, thật sự đến cái giờ này không thể ngủ được mọi người ạ. Trời ơi, tôi mới đọc báo vụ quả cái quả mà quả kiện tụng 297 tỷ, sợ vãi đái nhở. Quả kiện 297 tỷ, các bà có đọc báo không? Cái gì không phải của mình đừng bao giờ tham, người ta cho thì lấy. Quả xem quả của vụ kiện tụng này choáng váng mặt mày. Trời ơi ta nói. Mọi người biết sao? Mọi người biết vì sao mà cái ông chồng cũ ông cứ đòi bằng được tiền không? Các bà có biết vì sao người ta đòi bằng được tiền không? Người ta kiện mười mấy năm không? Mọi người hiểu ở đây. Người ta ở với một cái người người ta hiểu rành lắm. Làm gì chuyện người ta không hiểu mấy bà. Người ta chỉ là quá hiểu thôi. Nha. Bây giờ các bà khuyên tôi có nên ra ăn tí không? Tôi phân tích cái vụ đó cho mà nghe. Tôi phân tích từ góc độ cũng nhiều chuyện như mấy bà. Các bà có comment một tiếng không hay là các bà để cho tôi thủ dâm một mình? Các bà có comment thấy tôi không? Vụ kiện tục 297 tỷ đấy, vào đây kể cho nghe. Tôi phân tích ghê lắm mấy bà. Đúng không? Đời ấy, cái thằng có tiền nó không bao giờ nó ngu. Cái chuyện người ta không hiểu mấy bà. Người ta chỉ là ban cậu ban.
Đó, mấy bà có đọc báo ngày đài từ sáng không? Tôi đọc xong tôi cũng choáng váng mặt mày như mấy mẹ. Bọn đàn ông mà nó có tiền là nó không ngu nhá. Bọn đàn ông nó có tiền là không bao giờ nó ngu. Nên đừng nghĩ rằng nó ngu. Còn tôi nhìn ấy là chắc chắn là cái người đàn ông ấy là rất thương con. Gặp hoài, đi máy bay gặp hoài người ta thương con lắm mấy má. Nhưng mà phải như thế nào người ta mới nhất định là người ta phải triệt thu lại tài sản. Đây là trùm đứng về phụ nữ nhé. Đây là trùm đứng về phụ nữ. Nhưng mà sẽ phải phân tích cho mấy bà những cái gọi là tâm lý. Mấy bà có comment không vậy trời? Mấy bà có biết vụ đấy không hay là tôi đang nói chuyện một mình đây? Hay là biết comment đây? Vụ 297 tỷ các bà không đọc báo à? Ngày xưa người đàn bà thì cũng ghê lắm, cũng chỉ vì tôi bênh con Như Thảo là nhảy sổ và chửi tôi các bà. Trời ơi, ông trời ông có mắt lắm. Đời không có thằng nào ngu đâu. Bọn có tiền là nó không bao giờ nó ngu rồi. Nên là đừng có bao giờ nghĩ rằng là ăn được của chúng nó. Chỉ có sống đúng thôi. Thương con thì nó cho. Còn nó đã gọi là dạng yêu tinh dẫm phải đinh rồi thì thôi xin là. Nguyễn Thủy Sơn có xem vụ đấy không? Tao cũng chờ đến phải đến chục năm rồi. Tao chờ đến chục năm rồi tao dòm vụ đó. Nói chung là chạy trời cho khỏi nắng nhá. Khôn ngoan không lại với giời đâu. Không phải tự dưng mà thằng đàn ông mà nó phải truy cùng đuổi tận thì nó đòi đòi tiền đâu. Nó muốn là tiền đấy là chỉ của con nó thôi. Trời thần. Ơ mày không xem à? Cái vụ kiện nhiều tiền thế mà đéo xem cái thằng này. Mày thế nào ấy? Mày không xem là mày hơi kỳ. Mày không xem là mày hơi kỳ đấy em ạ. Vụ ấy chấn động đấy. Không phải chuyện nhỏ đâu, 297 tỷ đấy. Ăn làm sao của thím được. Đúng rồi. Không đi chơi, hôm nay ở nhà. Mai mới có lịch đi nhậu. Mai tôi mới có lịch đi nhậu, thưa mấy bà. Đúng rồi, Nguyễn Trường Giang. Quả vợ đấy cũng gớm mặt lắm. Xin lỗi mấy chị đi. Cái bọn nó đã có cả nghìn tỷ vài nghìn tỷ nó không ngu. Đúng không mấy bà? Nó đã có đến nghìn tỷ với vài nghìn tỷ thì làm sao nó ngu? Bộ nail đẹp vậy chị ạ, à? Mới làm đây em. Ở đời này này, không có cái gì là miễn phí nhá. Nhưng mà để mà ăn được của bọ ấy, gọi là để mà ăn được của cái bọn nhiều tiền ấy, thì phải có cái đầu và cái đức hạnh. Nhiều khi nhiều cuộc tình của những rất nhiều cặp vợ chồng rất rất nhiều tiền ha, nhưng mà muốn ăn được tiền của người ta ấy thì phải xem cái bản thân mình có đủ gọi là trình không.
Còn không thì cứ ngoan ngoãn nha, người ta chia cho cái gì được cái đấy. Rửa mặt nè, sữa rửa mặt rau củ nè. Trời ơi, nãy vừa bảo chào mấy bà đi ngủ, không ngủ được, ta lại ngồi ta lại tám chuyện mà thôi. Vấn đề là anh ấy đâu có thiếu số tiền đấy đâu, 200 mấy chục tỷ với cả là chục cái nhà biệt thự, người ta đâu có thiếu. Bởi vì người ta thấy ghét, người ta không chấp nhận tiền của người ta làm ra nha, mà để tiêu xài hoang phí, không cho con cho cái hưởng không được, thái độ của cán bộ là không được. Mấy nay xem talk show của chị Dược Sĩ Tiến cuốn dã man. Em phải search cái, chị có một cái talk show của bên Vivo, Vivo VO ấy, cũng hay lắm. Nhưng mà cái kênh YouTube này nó hơi hơi ít người theo dõi, có 5.000 người theo dõi à, nên là ít người nhìn thấy. Chị có share trên Facebook chị đấy. Là cái tiêu đề là rất nhiều người sống trong gầm giường người khác. Em search cái tiêu đề trên trên YouTube ấy, là rất nhiều người sống dưới gầm giường nhà người khác. Xem cái buổi phỏng vấn đấy cũng rất là hay luôn. Buổi nói mẹ thẳng luôn. Sang chín luôn cuộc đời. Đấy, tôi rửa mặt sạch sẽ ngon lành. Nên là em thấy những cái quả mà gọi là tham thì mày như mõ ấy. Bông rửa mặt chị có bán em. Mua sữa rửa mặt tặng bông rửa mặt. Bất kỳ loại sữa rửa mặt nào, từ sữa rửa mặt đậu đen đến sữa rửa mặt rau củ hay sữa rửa mặt Silentox, mua sữa rửa mặt tặng bông rửa mặt. Bông rửa mặt dùng sướng lắm. Đúng rồi, tại sao người ta lại đề nghị đưa tất tiền về cho con em? Trời ơi, tôi nói với mấy bà nghe này, có nhiều bà lắm, mấy má nhiều má gọi là tưởng mình khôn. Chờ tôi rửa mặt xong vào tôi kể cho nghe. Nên là tôi thuộc cái tuyết vị, tôi tiền tôi tiêu, tôi không dây, tôi không dưa. Chú Tân Huỳnh ơi, khi nào có dịp con ghé thăm chú. Nói chung là phụ nữ mà tự chủ về tài chính là chả sợ bố con thằng nào. Nhưng một khi mình đã gọi là ăn bám rồi ấy, là phải biết điều, là phải biết điều thì mới được. Chờ tôi đánh răng xong vào tôi nói cho mà nghe. Bột đánh răng là đỉnh cao này. Cỡ một vụ ngăn chắc ngày nào đánh ngay trong góc đánh khô ấy. Bột đánh răng á, 420.000 một hộp.
Rồi. Tôi vào tôi em. Tôi tâm sự cho các bà nghe câu chuyện. Đúng rồi, biệt thự thì nhiều lắm em. Tiền nhiều mà. Cái vụ đấy rất ít người để ý nhá. Đó, rửa mặt xong rồi. Nên là vụ tập này mà ai mua sữa rửa mặt đậu đen hay rau củ hay sữa rửa mặt cám gạo 300.000 một tuyếp này này, 300.000 một tuyếp này, hoặc sữa rửa mặt rau củ 485.000 hay 495.000 hay 515.000 không nhớ rõ, tặng một bông rửa mặt. Em nói với chị này, nghe những cái câu chuyện về cái gọi là cuộc hôn nhân vài trăm tỷ, chục cái biệt thự, nhà lầu xe hơi ra đi ấy, thì anh chị phải nghĩ này, không phải tự dưng cái người đàn ông ấy, người ta nhiều tiền như thế mà người ta lại cứ phải ăn thua với người phụ nữ là mẹ của con mình để đòi lại tiền đâu. Và khi người ta đòi lại tiền ấy, là người ta bảo rằng là ủy quyền cho luật sư là lấy được hết tài sản mang về thì sẽ cho vào tài khoản của con. Đó, toàn bộ của hai con. Thì có nghĩa là gì thưa mấy chị? Là bắt buộc có vấn đề gì đó của người mẹ mà người đàn ông này người ta không tin tưởng. Người ta không tin tưởng, người ta mới phải bắt buộc cho câu chuyện cha nhũ tương ta đâu rồi. Bắt mẹ cha nhũ tương rồi. Bắt buộc phải đòi lại đống tài sản full. Để làm gì? Để đưa vào tài khoản chung của hai con. Hai con còn nhỏ thì sau 18 tuổi hai con sẽ tự động là người duy nhất được lấy tiền ra. Giống như Kiến, em với cả chồng em cũng có một tài khoản là auto vợ chồng bỏ tiền chung vô. Tiền chung có nghĩa là anh miếng tôi miếng, bỏ vô đó auto Kiến là 18 tuổi là người duy nhất được rút số tiền đó, không ai được quyền rút số tiền đó. Đấy, nói chung là nó có những một số dạng vậy đó. Thì tại sao vậy ạ? Là đó là trách nhiệm. Bởi vì sợ gì? Ví dụ như em sẽ sợ là anh đem tiền cho gái khi ly hôn. Hắn cũng sợ em đem tiền cho trai khi ly hôn, đúng không? Trời ơi, cuộc đời mà làm gì có cái gì mà đơn giản như đan rổ đâu mấy bà. Khi ly hôn mà người đàn ông hoặc người phụ nữ, người ta không còn tin tưởng mình, người ta yêu cầu đòi toàn bộ tài sản về để vào tài sản cho con. Chào Đặng Quỳnh em, thì rõ ràng đó là một vấn đề báo hiệu cho chúng ta phải biết được rằng là à, cuộc hôn nhân này họ không còn lòng tin vào nhau. À, tôi cứ đi tìm cái lọ xe zoom hóa ra nó hết rồi, cứ đi tìm tưởng mất. Trời thần toner rồi, tôi không có serum này, tôi dùng serum khác vậy. Đấy, bình thường dùng serum si đen tóc, hôm nay thôi không có, tôi dùng serum dưỡng trắng của Bergamot vậy. Thì là khi mà cái người đàn ông hoặc người đàn bà sau khi ly hôn, người ta không tin tưởng người đàn ông hoặc người đàn bà của mình, cũ của mình, vào việc quản lý toàn bộ tài sản dành cho các con, thì hiển nhiên người ta yêu cầu tòa án áp chế và cưỡng chế để đưa toàn bộ tài sản đấy vào tài sản của hai con chung. Là huyện em thấy cũng rất bình thường và nên làm như vậy. Bởi vì biết làm sao được. Các chị hiểu này, đời ấy không có cái dại nào bằng cái dại nào. Vác thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho gái cô đòi được không? Ông trời ông trả lời rằng tao còn hao lửa chi là mày. Thế là thôi, cuộc đời vẫn đẹp sao. Nhưng mà tại vì bản chất của cái cuộc hôn nhân đấy, người đàn ông kia hoàn toàn chứng minh được toàn bộ số tiền
mà để mua đống tài sản đấy là của riêng ông ta làm. Bởi vì rõ ràng là cô kia không thể chứng minh được trong quá trình ăn ở với nhau 2 năm trời mà lại làm ra được đồng nào. Ví dụ như tôi bây giờ tôi chứng minh được này, tôi chứng minh được tất cả tài sản tôi đang có là tiền của tôi, đúng không? Tiền hôn nhân của tôi. Ví dụ như tiền tôi làm ra, tôi buôn bán, tôi bán bún đậu à, tôi có tiền hôn nhân của tôi, tôi có tiền sau hôn nhân của tôi, tất cả tiền quy vào công ty em gái tôi hay là công ty em trai tôi, rồi chúng nó mua tài sản đứng tên, rồi chúng nó sẽ cho tặng lại tôi, là cho tặng của riêng của chị gái, thì chả lý do gì ông Louis Trần Roy về tranh cướp với tôi cả, đúng chưa? Đấy là, đây là tôi đang nói về câu chuyện, đúng chưa? Các bạn nghe thông chưa? Các bạn có hiểu vấn đề không? Là ví dụ như tôi của Louis bây giờ, tại sao mà mãi mới đăng ký kết hôn? Tại vì tôi cần phải, tôi là chỉ tin tôi thôi. Tôi là phải rất rõ ràng là toàn bộ tài sản của tôi là nó phải hợp pháp, là tiền hôn nhân, tiền riêng của tôi. Từ khi vợ chồng tôi đăng ký kết hôn là mấy năm trời, tôi cũng phải rất cẩn trọng trong những cái công cuộc của việc là tiền tôi làm ra là tôi để mẹ tôi, em gái tôi mua tài sản rồi cho tặng riêng lại cho tôi. Sau đó tôi ủy quyền cho em gái tôi hoặc mẹ tôi cho thuê lại. Bởi vì tôi không có mê con cu mù con mắt đâu mấy bà. Nha. Không có mê con cu mù con mắt. Nha. Bởi vì lúc mà còn yêu mặn nồng và ân ái ấy, thì cái gì nó cũng tươi đẹp lắm mấy bà. Đến khi mà mẹ mày ra sông ra biển rồi ấy, tình nếu lỡ cách xa thì mãi mãi có nhau, trong câu hát chỉ yêu một người là em thôi. Cái bài đấy mẹ em nói là 20 năm trước rồi nha. Không có cái bài nào hát nào là trường kỳ cả. Nó chỉ có giây phút hạnh phúc, đéo thể nào có hạnh phúc vĩnh cửu cả. Ha. Các bác phải có quy đen. Đấy, tôi phải hướng dẫn các bà quỹ đen. Ví dụ bình thường chồng nó cho mình 500 triệu một tháng tiêu vặt chẳng hạn, các bà tiêu 200 thôi, các bà chuyển 200 cho mẹ ruột hoặc em gái ruột, thế là một năm có 3 tỷ 6 đi à, thế là nhờ em gái ruột mẹ ruột mua một cái nhà đó, xong mà cho riêng, cho tặng riêng, đúng không? Thế tôi hỏi các bà, thế thì lúc ấy cãi nhau ra tòa thì làm sao đụng vào của tôi được? Đấy, tiền riêng của tôi là tài sản gia đình tôi cho riêng. Đằng này công việc thì không chứng minh. Ví dụ như tôi này, tôi mà toang thì tôi chứng minh toàn bộ tài sản của tôi. Tôi bán bún một tháng doanh thu bao nhiêu, bán online một tháng doanh thu bao nhiêu này, bán nước bọt bao nhiêu này. Đây. Chứ còn bây giờ thì vào đây bảo đây cãi nhau thì tranh nhà cửa tôi không mua xuân đây đâu. Này, muốn ăn được của bò ấy phải tính trước, nhưng bản chất là mình không làm được ra tiền. Bản chất mình là ở nhà ăn với đẻ. Chồng đi làm mà cho đồng nào hay đồng đấy nhá. Chứ đừng có ngồi đó nhá. Đâu rửa mặt đâu bạn? Tôi đang bôi kem dưỡng xin lên tóc bạn ơi. Kem dưỡng xin lên tóc. Đó. Nên là tôi nói với bạn hay này, khi mình thật sự là người không có tài năng và mình chỉ có tài đẻ với tài ăn bám ăn vạ, thì mình chỉ nên một chữ duy nhất là biết điều. Nha. Ví dụ thằng chồng ấy, thằng chồng hoặc con vợ mình ấy, nó đòi cái đống tài sản đấy mà nó đem cho cái người đến sau thì mình hẳn ghét. Đằng này nó đòi cái đống tài sản đấy, nó yêu cầu chuyển vào tài sản riêng của con chung, thì có nghĩa rằng thằng chồng hoặc con vợ nó muốn toàn bộ số tài sản đấy thuộc về con của nó, chứ không phải là thuộc quyền quyết định của vợ hoặc chồng. Rất dễ là mê trai đầu thai mới hết, hoặc khô vi lôn. Các bạn hiểu không? Ôi dồi ôi, đằng này lại còn chơi gọi là chơi kiểu mà
chủ mưu mà. Chủ mưu. Rồi ôi a di đà phật. Ly xong, ly hôn xong một cái chưa kịp, ly hôn ở bên kia một cái chưa kịp đâu vào đâu là úi rồi ôi. Bán nhà luôn. Thế là hành động là kết quả của suy nghĩ. Là người ta phải nhận định rằng là mình muốn cỗ mẹ rồi chuyện gì nữa. Thôi rồi khôn ngoan không lại bây giờ. Lộn ruột. Đó. Nên em nói với chị nghe này. Chúng ta ấy là cứ chủ động tự làm ra tiền. Đấy. Còn chẳng may trái gió trở rời mà phải ly hôn ấy thì cũng nên ở cái góc độ là tôn trọng cái thằng đàn ông làm ra tiền trong trụ cột cái đã. Mình nói chuyện tử tế đàng hoàng kiểu gì nó cũng sẽ chia tiền chia của cho con cái mình mà thôi. Chứ không có thằng đàn ông nào, không có người cha người mẹ nào mà không thương con đâu. Ha. Đó. Ha à, người ơi. À. Có bà nào mua đơn hàng 1 triệu rưỡi không? Tôi mua đơn hàng 1 triệu đi, tôi tặng cái mặt nạ của Mô Mili. Đơn hàng 1 triệu tôi tặng mặt nạ ủ môi mili nha, môi hồng nha. Tham quá là chết. Tham quá mất cả trí lẫn trài. Đúng không? Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Mùa xuân thì không có trên chuyến tàu như mấy chị. Nên là các chị ạ, à, các chị muốn gọi là hết yêu vì sao chưa nói. Hết yêu mà sao mặn mòi. Hết yêu mà tìm đâu nhới. Rồi khi yêu thương yêu thật xa. Đó. Hiểu không? Khi nào mà mình có ý định ly hôn ấy, để mình định cuỗm tài sản ấy, mình phải tính trước. Mình phải âm thầm chịu đựng nỗi đau. Đấy. Chịu sự đựng sự chèn ép. Tính toán làm sao mà để cái tài sản đấy nó tuôn ra khỏi nhà. Và nó auto là nó biến thành tài sản. Và để người thân của mình sẽ cho tặng lại mình. Ví dụ thay vì mua nhà chung với chồng với vợ, là mua mẹ là cái viên hột xoàn to như gọi là viên hột xoàn mà gọi là đự cái này. Viên hột xoàn đứng tên mình. Đúng không? Sau đó là sau khi mua xong, đem viên hột xoàn thật đem đi bán, mua cái hột xoàn giả để vào đó. Để vào đó. Đúng không? Sau đó là cái đống tài hột xoàn đấy bán ra, gửi tiền cho mẹ ở cho em. Đó. Sau đó là tung tăng đi với chồng một ngày đẹp trời đi biển chẳng hạn. Tung tăng, ôi thôi chết rồi, em vừa bơi nó rơi, cái nhẫn nó rơi xuống biển rồi. Thế là auto bố mới mất cái nhẫn. Thế là bởi vì phải có cái hình ảnh sáng đi ăn sáng với chồng vẫn còn cái nhẫn trên tay. Ra biển là tháo nhẫn vứt con mẹ xuống biển luôn. Có nghĩa là trước lúc đó thì làm nhẫn bạc. Mua cái xoa dốc kia ấy. Chiếu vô. Hiểu không? Thế ra biển rất con mẹ luôn. Thế là auto số tiền đấy vào mình. Rồi mua mấy cái túi. Đấy, được bảo chồng đi mua mấy cái túi hiệu ạ. Bòn kiểu đó. Đúng không? Mua cái túi khoảng 10 tỷ chẳng hạn. Sau đó bán lại cho con nào 9 tỷ luôn. Xong đi mua túi phách. Đi mua túi phách đeo lên người. Liên hệ tôi. Sau đó là dàn cảnh giật đồ. Bị giật đồ giật mất mẹ túi rồi. Thế là thôi ta mất luôn cái túi 10 tỷ. Ta phải gom gom một tí. Thế mà gom gom một tí nhờ người nhà đứng tên dùm. Sau đó mua rồi sau khi ly hôn thì cho mẹ. Đằng này mua nhà chung mẹ mày làm sao mà chạy cho được. Phải như vậy. Cứ một xoàn xong mẹ mày nay đi quán bar uống rượu, em quên rửa tay say xỉn vứt đâu rồi không biết. Mai bố mày đi shopping rất có mẹ ở đâu rồi không hay. Ôi dồi ôi. Tôi chỉ sơ sơ vậy đó. Rồi nay kêu là em quý con Trang khàn quá, sinh nhật nó em tặng nó cái đồng hồ rích chạc Miller 10 tỷ. Thế là đi anh xuất 10 tỷ, thế là đưa ra sinh nhật Trang khàn, yêu Trang khàn nhé, yêu bạn nhé. Đấy, tao sẽ cho mày 500 triệu. Với điều kiện là mày sẽ nhận cái đồng hồ đấy
rồi mày đem đi bán lại cho tao, rồi mày đưa thừa lại tiền tao cho mày 500 triệu. Đứa nào mà nó chả đưa, đúng không? Tự dưng sinh nhật mày thay vì tặng lọ nước hoa hoặc tặng cái túi 50 triệu, 100 triệu, giờ cho hẳn 500 triệu đổi lại mày đi. Coi như mày nhận cái túi đấy đi. Ôi giời, làm gì nhau. Nhưng mà vẫn phải ngon ngọt. Ăn được của bọ à? Phải nghĩ cách. Đằng này tiền mà đứng vào tại nhà chung với cả là các thứ chung thì vào đâu? Bảo rồi, muốn ăn thì phải gọi là phải lăn vào ế. Chị Trang tinh thấy tinh cái đéo gì, ta đang nghi nghi về là... Nói chung mấy cái này là tao cũng thấy có nhiều bà, nhiều bà yêu tinh, bạn bè của tao xung quanh cũng làm rồi. Hiểu không? Thì cũng gọi là một năm lấy được ra 5-70 tỷ. Cắt đi. Mẹ 5-70 tỷ tiêu đến bao giờ cho hết? Đúng không? Với mấy ông giàu thôi mình kiếm còn con thì thôi. Lại còn muốn lấy cả 1000 tỷ của người ta thì thôi. Tham thì thâm. Kêu cái gì tầm này? Bọn nó có tiền nó không ngu đâu. Chả qua là mình bòn nó từ từ để mình làm của riêng, mình nuôi con thì thôi cũng được. Của đâu con sót mỗi ngày nó mưa dầm mà thấm lâu, mỗi ngày lấy ra một tí. Mẹ em đằng này đòi lấy luôn 1000 tỷ thôi. Họ rốt kêu lên cá tôm. Họ rốt kêu lên cá tôm. Đấy. Họ rốt rốt. Muốn đi kéo cá bắt cá phải quăng chài, phải biết tết lưới, phải biết hôm nay nào vợt con cá ở vực sâu nào, hôm nay cá ở dưới cá trình hay cá đại hay là cá cá bồ hòn hay cá kiếm hay cá mập. Muốn săn cá mập thì phải kỹ năng kinh lắm. Thôi mình cứ săn mẹ con mắm tôm được rồi, em cứ bán mắm các bác ạ. Cuộc đời em bán mắm. Mai ra bán bún đậu sáng cấy chiều gặt kiếm 5 triệu cất vào túi xong. Đúng không? Ngày kiếm 5 triệu cất vào túi xong. Ngon lành cảnh đào. Cha phụ thuộc bố con thằng nào? Doan Giang Giang. Nửa đêm chết ngất chị tôi. Mày con này là con nào đấy? Răng 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 răng. Mày người Đài Loan à? Mày comment tiếng Đài Loan tiếng Trung Quốc kia, xong rồi mày bảo nửa đêm chết ngất chị tôi. Tao nói không đúng rồi, còn chết ngất. Thôi tôi cứ nghèo bần để sống mà cuộc đời tôi. Các bà cứ giàu cho cố vô. Ăn được của bọn có tiền không dễ đâu nha mấy bà. Ăn được của chúng nó là không hề đơn giản nha. Không hề đơn giản. Nên đừng có nghĩ rằng là ăn được của bọn đấy nha. Ok chưa? Trời ơi. Đang đi tìm cái ấy đây. Đang đi tìm cái nhíp cái nhổ lông nhổ tóc đây, nhổ lông lách đây. Bà mẹ để đâu rồi? Ok chưa? Thôi đi ngủ đây. Trời ơi cái gì đây trời. Đi tìm cái nhíp nhổ tóc thế này không tìm được. Thôi đi ngủ đây mấy bà. Bye bye nha. Cái gì đây? Tiền gì đây? Không biết tiền gì luôn mấy bà. Euro đồng gì đồng gì. Chịu. Bà Thánh nha, đi ngủ nha. Dây chuyền vàng chạm 680 3/2/2023. Dây chuyền cộng vuông giá vàng 33.795.000 cân nặng à, tiền à. Dây chuyền của cái mặt của tôi. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Mai được kiến đi học nữa, mai về buôn xong.